Chào mừng tất cả quý vị trở lại với Đủ Gỗ Văn 6, và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một điều rất là thú vị. Đó chính là một trong những cái giá trị của các cái sản phẩm về đồ gỗ. Ở đây thì có một gốc cây. Gốc cây này là gốc cây sung, và theo trao đổi với các thanh niên đang làm ở chỗ này thì được biết là cây sung này đã có tuổi thọ đến 700 năm tuổi. Và một dân chơi đồ gỗ thì đã mua cây này ở một vị trí khác và đã thuê các máy móc về để đào. Để đào được một gốc cây này thì mất một tuần sử dụng tất cả các máy cẩu, máy xúc cùng với lại các xe cỡ to để vận chuyển, kèm với là người hỗ trợ để đào ở các cái khu vực nhỏ hơn. Sau khi được đào thì mang lên xe di chuyển và di chuyển đến vị trí mà tất cả quý khách hàng và mọi người đang thấy. Một cây sung to này thì được người ta vận chuyển đến và được trồng ở đây thì ngay ở gần bên lề đường. Như mọi người đang thấy thì một người đang thực hiện việc trà rũa những cái phần mà nó hư hỏng của cây để nó được một cái cây đẹp hơn. Cây này thì về phần gốc rất là to, có thể đến rất là nhiều người ôm mới xuể được cái gốc cây này. Theo trao đổi với một anh ở trên này thì được biết anh ta mua cái cây gỗ này về để trồng ở khu vực này, và để nếu như ai có nhu cầu mua thì sẽ bán. Thứ nhất là để làm cảnh làm đẹp. Mọi người xem được video này, nếu như muốn tìm hiểu thêm về thông tin của các cái mà tôi chia sẻ ở trên video, hãy liên hệ tới Đồ Gỗ Văn 6 qua số điện thoại tôi đã ghi ở trên màn hình. Như mọi người đang thấy, các cái phần ngoài các cái phần khúc cây to, nó còn có các rễ nhỏ bám rất là chắc, và các cái phần rễ nhỏ này đã được cắt ra. Và để tạo dáng hoàn thiện được gốc cây này để nó đẹp hơn và lấp hết phần đất cho gốc cây này thì cũng phải mất 2 đến 3 ngày thì mới xong. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với một bộ bàn trà gốc cây. Bộ bàn trà này được làm trên chất liệu là gỗ nụ nghiến, gồm có 7 chiếc đôn. Và có rất là nhiều các lũa của nụ nghiến được đặt ở các vị trí xung quanh. Gia chủ này đã để bộ bàn trà cùng với các lũa của chất liệu nụ nghiến ở một khu sân vườn. Như mọi người đang thấy là một chiếc đôn có rất nhiều vân. Chiếc đôn này thì đã được sơn bóng. Tiếp theo, phần mặt bàn có rất là nhiều vân của gỗ nghiến. Ở phần bên trong thì có được ghép thêm về một bức tranh cá. Ở phần mặt bàn có ghép thêm một cái gốc cây
cũng là làm trên chất liệu gỗ nâu nghiến để tăng thêm phần sinh động và phần tự nhiên đẹp cho cái mẫu bàn trà. Gia chủ ở đây đã lắp các cái bóng nháy cùng với những cái chậu hoa nhỏ. Chiếc đôn thứ hai có rất là nhiều chân hổ, chân báo, nụ hoa. Ở phần bên dưới của đôn thì các nụ hoa sần sùi vẫn để tự nhiên. Về chiếc đôn cuối cùng này rất độc đáo. Chiếc đôn này đã được gắn một lớp keo lên bề mặt. Keo này là keo trong suốt để cho nó giữ được cái màu cũng như là cái mặt đẹp của cái độ nụ hoa trong chiếc đôn này. Về đam mê đồ gỗ thì có xuất hiện ở tất cả trên nước Việt Nam. Một gia đình nhỏ ở một vùng quê mà cũng đã sở hữu cho mình được một bộ bàn trà rất độc đáo. Thể hiện được là một người rất đam mê về các đồ gỗ. Phần này là một khúc nu lũa của nu nghiến, có kích thước cũng rất là lớn. Đối với các sản phẩm lũa hoặc là nu này mà qua bàn tay của nghệ nhân đục chạm đục đẽo tạo hình các sản phẩm tượng gỗ thì sẽ vô cùng là độc đáo và bắt mắt. Phần đằng xa đây là một bộ bàn ghế được ghép bởi các phần gỗ vào với nhau để tạo nên một chiếc ghế. Bên này là hai chiếc ghế nhỏ. Ở góc bên này là chậu hoa cây cảnh. Chậu hoa thì được làm bằng bê tông để trồng các cây cảnh. Ở góc bên này có rất là nhiều gỗ nghiến, lũa của gỗ nu nghiến. Các khúc gỗ mà quý vị đang thấy vẫn chưa được đục đẽo hay tạo hình một hình gì cả mà vẫn được để tự nhiên. Phía bên trên này là một khúc nu nghiến có kích thước khá là cao và rất là nhiều nu sần sùi. Một video ngắn vừa chia sẻ đến cho quý vị về một gốc cây sung có kích thước rất lớn và kèm theo các sản phẩm về nu lũa của gỗ nu nghiến và một bộ bàn trà rất độc đáo. Tất cả quý khách hàng theo dõi được video này, nếu muốn liên hệ và tìm hiểu thông tin về các sản phẩm có ở trên video, hãy liên hệ tới Đồ Gỗ Văn Sáu qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Xin kính chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.